Quý vị và các bạn thân mến, vòng chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 vừa diễn ra thành công với nhiều ấn tượng đẹp tại khu du lịch giải trí quốc tế Tuần Châu, thành phố Hạ Long. Những hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong chuyên mục Sắc màu văn hóa ngày hôm nay. Tối ngày 17 tháng 7, đêm chung khảo phía Bắc cuộc thi đã diễn ra tại sân khấu Nhạc nước Tuần Châu. Ngay sau đêm thi chung khảo sáng ngày 18 tháng 7, ban tổ chức phối hợp với nhà tài trợ Nutrilite, một trong những thương hiệu dinh dưỡng uy tín của thế giới, đã tổ chức buổi tư vấn chăm sóc sức khỏe chủ động cho các thí sinh. Đây là năm đầu tiên ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Việt Nam dành riêng một phần trong chuỗi hoạt động chính của chương trình để hỗ trợ kiến thức dinh dưỡng cho các thí sinh, giúp các thí sinh có được nền tảng sức khỏe tốt nhất trước khi đến với các thử thách của cuộc thi. Buổi tư vấn chăm sóc sức khỏe chủ động với khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Thị Bạch Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cùng các chuyên gia dinh dưỡng của Nutrilite đã mang đến cho các thí sinh những giải pháp để đạt được vóc dáng cân đối, giúp từng thí sinh có thêm động lực vượt qua mọi thử thách của cuộc thi. Chúng tôi cùng với các chuyên gia dinh dưỡng thiết kế riêng 3 bộ dinh dưỡng dành cho các hoa hậu năm 2016 năm nay. Đó là bộ là dinh dưỡng nền tảng Foundational Trio, bộ dinh dưỡng giúp cho hỗ trợ sức khỏe làn da và bộ dinh dưỡng giúp quản lý cân nặng lành mạnh. Chúng tôi rất hy vọng rằng là ngày hôm nay các em sẽ có được những kiến thức nền tảng, từ đó cho mình một chế độ dinh dưỡng rèn luyện tập thể dục thể thao hợp lý để có được sức khỏe tối ưu.